đường DT601 qua thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, làm 3 năm nhưng đến nay vẫn chưa xong. Nhiều hộ dân sống cạnh tuyến đường này phải chịu đựng cảnh nắng bụi mưa ngập, gây cản trở việc đi lại cũng như ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Tuyến đường DT601 có chiều dài toàn tuyến hơn 35 km, đi qua địa phận 3 xã Hòa Sơn, Hòa Liên và xã Hòa Bắc thuộc huyện Hòa Vang, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành dự án. Nhưng đến nay, sau 3 năm khởi công xây dựng, tuyến DT601 qua xã Hòa Liên vẫn chưa thể hoàn thành. Nhiều hạng mục thi công còn dang dở, vật liệu thi công, trang thiết bị ngổn ngang hai bên đường. Dạ, ở một con đường này tôi thấy là đồn quá chậm trễ. Bây giờ dân là từ Hòa, con ở Tây Heo, Hòa Sơn, qua Hậu Phước, Hòa Liên là bây giờ có cây số mà Nam Sơn, tiếng là chưa lồn được. Còn rất là dang dở, nhiều lắm. Học sinh rồi, đi học là khó khăn, đường xó, mưa là lụt, nắng thì bụi. Mấy năm đi rồi, bản thân tôi thì nhà nước thì đã bọn vô bàn có Nam đây đi xe ở trọ rất là khổ. Bây giờ hầu giả tỏa thì năng nảy dân di dời phải đi sớm, bọn vô mặt bàn sớm, bọn vô sang là bỏ y đi, lộn thì leo teo khéo bao người không ra chứ. Tôi thấy rồi, đi đây rồi, chưa ổn. Cái đường gì mà lộn có khúc này mà lộn không biết bao nhiêu năm mà không biết cái năm nào để sang. Nhiều đoạn đường đã xuống cấp, tạo thành ổ voi, ổ gà gây khó khăn cho các phương tiện qua lại, đặc biệt là các em học sinh. Những ngày trời nắng, mỗi lần có xe tải đi qua là bụi mù mịt, bao phủ toàn bộ nhà người dân. Ẩm quá, cho nên là dân ở đây đề nghị lấy ổn lòng, để cố gắng lòng cảm thương chứ không phải tiếc mưa đó. Tiếc mưa, mưa đấy mà nếu lòng như thế này là mưa là bùng lại dễ sợ lắm, dân họ phản ảnh, cố gắng lòng ra lòng cảm thương. Chẳng hạn như nhà chú đây đường anh lòm thì chú sẵn sàng bòn vô mặt bàn nhưng mà chưa có giấc có gì cả, trời nắng thì bụi dễ sợ lắm, bụi không chịu nổi, mà trời mưa là nước không thoát được, bùn nó giang tí tung vô nhà ấy. Người đi đường cái mà cực nhất là các em học sinh, các cháu học sinh nó đi là khổ lắm. Trao đổi với Môi trường và Đô thị về vụ việc, ông Huy, Trưởng ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết. Hiện nay đoạn này còn khoảng 400 mét nữa thì đến chưa có bằng thi công, nên là hiện nay ban chưa có bằng cùng với ban quản lý đang tiếp tục vận động các hộ dân đó để bàn giao dứt điểm một bằng còn lại để thi công cái đoạn này trước mùa mưa đó. Là hiện nay là chưa thi công hệ thống thoát nước ra ngoài, thì do là mặt bằng số hộ dân đó chưa bàn giao. Vừa rồi thì ban có đề nghị thành phố là cho điều chỉnh cái cống ra giữa đường á để thi công trước để mà thông cái hệ thống nước ra ngoài cái hạ lưu á, thì hiện nay là thành phố đã thống nhất chủ trương 3 năm thực hiện điều chỉnh dự án để triển khai. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2022 với tổng kinh phí được duyệt hơn 643 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay vẫn đang dang dở và chậm tiến độ. Được biết, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh nâng tổng mức đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo đường DT601 thuộc huyện Hòa Vang, lên gần 725 tỷ đồng do điều chỉnh bổ sung chi phí đền bù, giải tỏa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã yêu cầu ban quản lý và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công toàn tuyến, nhưng đến nay tuyến đường DT601 vẫn chưa thể hoàn thành. Mong rằng tuyến DT601 tại thôn Hưởng Phước sẽ nhanh chóng triển khai, hoàn thành như lời anh Huy nói, để giúp người dân tại đây có đường đi cũng như hệ thống thoát nước hoàn thiện trước khi mùa mưa lũ đến.